Hello hello, chào mừng tất cả 500 anh em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Navi đây. Đây là tàu nhanh công nghệ số thứ 10. Trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu tới cho anh em chỉ một thông tin duy nhất thôi. Đó chính là về những cái mẫu card mới nhất Radeon RX 6000 của nhà AMD. Và những thông tin này thì đã được rò rỉ trên rất nhiều những trang báo nước ngoài rồi. Thông tin lần này thì bao gồm có thông số kỹ thuật cũng như là tên thương mại của những em card đó. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu chi tiết nhé. Bắt đầu video thôi. Và đầu tiên sẽ là thông tin về chiếc card đứng đầu bảng RX 6900 XT sử dụng GPU Navi 21 XTX. GPU này bao gồm 80 Compute Unit hay gọi tắt là 80 CU, tương ứng với 5120 Steam Processor hay còn gọi tắt là 5120 SB. Mức dung mặc định khoảng 2040 MHz khi mà chơi game và Turbo Boost tối đa lên tới là 2333 MHz. Mẫu RX 6900 XT sẽ có 16GB bộ nhớ GDDR6 và băng thông là 256 bit và tổng băng thông là 512GB trên giây, bằng khoảng 1/2 so với mức 1TB trên giây của RTX 3090. Mẫu card đầu bảng này sẽ có số lượng khá giới hạn nhưng vẫn chưa biết là bao nhiêu. Tiếp sau RX 6900 XT sẽ là RX 6800 XT và RX 6800. Hai mẫu này GPU đều là sử dụng GPU Navi 21 nhưng sẽ là Navi 21 XT trên 6800 XT và Navi 21 XL trên 6800. Chiếc Navi 21 XT là phiên bản cắt giảm của 21 XTX với 72 Compute Units và 4608 SB nhưng vẫn giữ nguyên bộ nhớ là 16GB GDDR6 256 bit. Mức dung cũng giảm xuống chỉ còn là 2015 MHz, mặc định là 2250 MHz khi mà Turbo Boost. Mức dung tiêu thụ điện năng được cho vào là 320W ở bản mặc định và 355W ở các bản xung cao. Chiếc card tiếp theo nằm trong bộ danh sách đó chính là RX 6800 với 64 CU và 4096 SB. Thế nhưng mà ở đây thì nhà AMD vẫn đang rất hào phóng khi giữ nguyên là 16GB RAM GDDR6 và 256 bit. Nhưng mà mức dung của RAM sẽ giảm đi một chút khiến cho băng thông chỉ còn là 448GB trên giây. Mức dung mặc định của mẫu này là 1815 MHz và Turbo Boost tối đa là 2105 MHz, tương đương với TDP là 290W. Cả ba mẫu mình mới liệt kê thì đều sử dụng tản nhiệt 3 quạt nhìn khá giống bếp ga, nhưng AMD rất thông minh khi họ tạo điểm nhấn bằng những đường viền bề mặt kết hợp tông đen xám, nên là về mặt thẩm mỹ mình đánh giá nó cao hơn nhiều so với sản phẩm bếp ga của NVDA. Logo Radeon thì ở bên hông sáng đỏ, còn lại thì toàn bộ phần hông sẽ được để thoáng tản nhiệt ra xung quanh. Mẫu 6900 XT sẽ sử dụng hai đầu nguồn 8 pin, cổng xuất hình bao gồm có USB Type-C, hỗ trợ Visual Link, một HDMI và hai display board. Nằm dưới 3 mẫu card đầu bảng đó chính là bộ đôi RX 6700 XT và RX 6700 sử dụng GPU Navi 22. Mẫu 6700 XT được cho là có 40 CU hay 2560 SB. Bộ đôi này sẽ chỉ có 12GB GDDR6 với băng thông là 192 bit, kết hợp tạo nên băng thông tối đa là 384GB trên giây. Khác với thiết kế 3 quạt trên flagship, bộ đôi 6700 sẽ hướng đến phân khúc tầm trung nên sẽ chỉ sử dụng tản nhiệt 2 quạt và đương nhiên tổng thể thiết kế sẽ nhỏ hơn. Hai quạt sử dụng thiết kế dạng ACOTech với logo R to đùng ở chính giữa quạt, tượng trưng cho Radeon. Card vẫn sẽ sử dụng hai cổng 8 pin để cấp điện, nhưng mà theo mình các bản tiêu thụ điện thấp hơn hoặc là cắt giảm sẽ chỉ còn là 8 + 6 pin mà thôi. Các mẫu card mà mình vừa giới thiệu tới cho các bạn sẽ chính thức được nhà AMD cho ra mắt vào ngày 28 tháng 10 tới đây. Các bạn nhớ đón xem hoặc là xem những cái bản tin tổng hợp của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 9h30 sáng Chủ nhật tuần sau. Bye bye!